Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế Chủ nhật ngày 17 tháng 3 năm 2024. Giải 8, 0 chục 9 đơn vị, 0 9, giải 7, 0-30, 0-30, giải 6, 6.850, 6-8-5, 0-8.665, 8-6-6-5, 9.510, 9-5-1-0, giải 5, 3.199, 3-1-9-9, giải 4, 83.560, 8-3-5-6-0, 90.540, 9-0-5-4-0, 88.757, 8-8-7-5-7, 37.302, 3-7-3-0-2, 94.278, 9-4-2-7-8, 77.736, 7-7-7-3-6, 21.571, 2-1-5-7-1, giải 3, 74.247, 7-4-2-4-7, 70.076, 7-0-0-7-6, giải nhì, 60.119, 6-0-1-1-9, giải nhất, 58.953, 5-8-9-5-3, giải đặc biệt, 822.130, 8-2-2-1-3-0, cảm ơn.